Và hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn một cuốn sách mình cảm thấy rất là tâm đắc. Đó chính là cuốn sách Ngày xưa có một con bò. Và cái phần mình tâm đắc nhất đó chính là cái câu chuyện bộ ngôn mà cái tác giả Camilo Crew này đã lồng vào quyển sách này. Và chúng ta hãy bắt đầu một phần đọc của mình nhé. Ok. Và lời giới thiệu Ngày xưa có một con bò là một cuốn sách hay dành cho người khác. Tôi đã từng như vậy cho đến khi đụng phải những con bò của chính mình. Tôi là một người có năng lực, thành công đúng mực và quy củ một cách khắt khe. Tôi không cần những lời biện bạch để né việc. Cho đến nay, tôi cứ yên chí thuyết phục chính mình và cả những người khác tin rằng những lý do không làm việc hay việc này việc kia đều có những tính logic chặt chẽ. Khi đọc cuốn sách này, tôi nhận ra rằng những lý do đó không hề có một ngoại lệ nào, đều đang che đậy cho một con bò ở tầng sâu hơn. Đúng vậy, tôi có những con bò ở nhiều tầng. Đằng sau tất cả những con bò trông có vẻ thông thái kia là một nỗi sợ. Một điều bây giờ tôi mới biết, tôi không muốn nỗi sợ thay tôi quyết định mà bất cứ chuyện gì. Giờ đây khi nghe một lời biện bạch, tôi sẽ luôn suy nghĩ thấu đáo hơn để tìm một nỗi sợ hãi. Nếu đúng là nỗi sợ đó, tôi biết mình nên đối mặt với nó lập tức. Và vâng, chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện chuyện một ngôn về một con bò. Ngày xưa có một ông giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm, muốn truyền cho một số các cậu học trò của mình về các bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng. Vốn biết những khó khăn và độc cản quá nặng nề mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc, ông nghĩ rằng bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi người vì sao nhiều người chỉ sống một cuộc đời bình bình và tầm thường. Xét cho cùng, ông giáo nghĩ có quá nhiều người, cả nam lẫn nữ, dường như không thể vượt qua các trở ngại ngăn cản thành công và đành bằng lòng sống một cuộc đời thiếu hụt và khốn khó. Ông giáo biết rằng để một người trẻ tuổi lãnh hội được một bài học rất quan trọng này, người đó nên tận mắt chứng kiến điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho phép sự tầm thường chi phối cuộc đời mình. Để dạy được bài học quan trọng này, ông giáo đã quyết định cùng với người học trò lên đường, đi đến một ngôi làng nghèo khó ở trong vùng. Cảnh khổ đau và hoang tàn bày ra khắp nơi, và cư dân ở đó có vẻ như đang phó thác cuộc đời mình cho số mệnh. Ngay khi đến nơi, ông giáo yêu cầu người học trò tìm giúp mình một gia đình nghèo nhất trong vùng. Đó sẽ là nơi họ tạm trú qua đêm. Đi bộ một lúc thì họ đi ra đến một ngôi làng, và ở đó giữa mênh mông, hai người dừng chân trước một căn lều nhỏ tồi tàn rệu rã nhất mà họ từng nhìn thấy. Cái cấu trúc sắp sụp đổ nằm ngoài rìa xa nhất của một nhóm nhỏ vài căn nhà vùng thôn quê. Hiển nhiên là căn lều này thuộc về một gia đình nghèo khó nhất làng. Những bước vắt đứng đó như chỉ nhìn vào nhờ phép lạ, đe dọa sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nước thấm qua cái mái nhà tạm bợ vốn trông chẳng có sức đâu mà che chắn được thứ gì, và đủ mọi thứ bắt rác rưởi được gom góp và chất chứa vào các bức vách của ngôi làng càng làm thêm vẻ rệu rã. Chủ nhà được một chú nhóc báo động về sự có mặt của hai vị khách lạ đã bước ra và chào đón họ một cách nhiệt tình. Xin chào ông bạn quý, ông giáo đáp lễ. Không biết ông có vui lòng với hai kẻ bộ hành mình lạ tá túc một đêm ở đây không? Ở đây chật chội lắm, nhưng nếu các vị không ngại thì chúng tôi xin mời. Khi hai thầy trò bước vào bên trong, họ thực sự choáng váng khi nhìn thấy một không gian tí tẹo chẳng rộng hơn 15 thước vuông, là nơi 8 con người, bố, mẹ, 4 đứa con và 2 ông cụ cố gắng hết sức để nhường mỗi người một chút trong tình trạng tù túng và chật hẹp này. Những thân hình nhếch nhác và gầy gò một cách đau đớn cùng với quần áo rách rưởi là bằng chứng rõ ràng của sự thiếu thốn phô bày cuộc sống hàng ngày của họ. Những gương mặt buồn bã và dáng vẻ lom khom cho thấy sự bần cùng không chỉ đã chiếm lĩnh cơ thể họ mà còn ăn sâu vào cả tâm hồn họ. Hai vị khách không cưỡng được cái nhìn xung quanh, trong lòng tự hỏi liệu cái nơi khốn cùng này còn có thứ gì đáng giá không. Chả có gì, nhưng khi bước ra ngoài họ mới nhận ra mình đã lầm. Thật đáng kinh ngạc vì gia đình này còn một thứ tài sản bất thường khá đặc biệt trong hoàn cảnh này. Họ có một con bò. Con bò thì chẳng có gì đáng nói, nhưng cuộc sống hoạt động hàng ngày của họ có vẻ chỉ xoay quanh một con vật này. Cho bò ăn đi, đừng để nó khát, buộc nó lại cho chắc, đừng quên dẫn nó đi ăn, bắt sữa bò đi. Vậy đó, ta có thể thấy con bò giữ một vai trò quan trọng trong gia đình này, mặc dù chút sữa ít ỏi do nó cung cấp chỉ để cho họ sống vật vã qua ngày. Tuy nhiên,
con bò có vẻ phục vụ mục đích lớn hơn. Nó là thứ duy nhất giữ cho họ rơi vào, giúp cho họ khỏi rơi vào đường cùng ở một nơi mà mọi thứ đều khan hiếm. Vì sở hữu một tài sản có giá trị như vậy đã mang lại cho họ sự ngưỡng mộ, nếu không muốn là một sự ghen tị từ những người hàng xóm. Và ở nơi đó, trong chỗ bẩn thỉu nhéo nhác đó, hai thầy trò đã đặt lưng xuống nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, hai thầy trò lặng lẽ lên đường một cách thận trọng để không đánh thức những người khác. Người học trò nhìn lại như muốn một lần nữa ghi nhận vào tâm khảm khung cảnh tồi tàn đó. Từ trong thâm tâm, anh ta hoàn toàn không hiểu được vì sao thầy lại dẫn mình đến đây. Tuy nhiên, trước khi ra đến đường cái, ông giáo già thì thầm, đã lúc cho con biết cái gì đã đưa chúng ta đến nơi tồi tàn này. Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình, họ đã chứng kiến một cuộc sống hầu như hoàn toàn bị ruồng bỏ. Nhưng người học trò vẫn chưa hiểu được lý do khiến gia đình đó lại sống cực khổ đến vậy. Vì sao họ lại ra nông nỗi này? Điều gì đã buộc họ phải ở lại đây? Ông giáo đi chậm chậm về phía con bò đang bị buộc lại vào một cái cột hàng đầu lung lay cách nhà chưa đầy 20 thước. Khi còn cách một con bò khoảng một bước chân, ông giáo già rút ra một con dao găm mà ông mang theo bên mình. Người học trò cảm thấy hoang mang. Ông giáo giơ tay lên, anh như chết điếng khi nhận ra điều thầy mình sắp làm. Anh ta hầu như không tin vào mắt mình khi ông giáo già đưa lưỡi dao cứa ngọt một đường ngang cổ con bò với cách chí mạng làm cho con vật ngã quỵ. Nhìn xem, thầy đã làm gì? Anh đau đớn hỏi ông giáo bằng một giọng thì thầm vì sợ đánh thức mọi người. Làm sao thầy có thể giết một con vật tội nghiệp đó đấy chứ? Đây là một loại bài học gì mà có thể khiến cho gia đình này lâm vào hoàn cảnh suy sụp hoàn toàn? Đây là tất cả những gì họ có. Rồi họ sẽ ra sao? Chẳng chút sao động. Với thái độ đau khổ của người học trò và lặng ngơ trước những thắc mắc của anh ta, ông giáo bỏ đi, để lại cảnh tượng hãi hùng phía sau. Bàng quan trước thảm cảnh của một gia đình đó sẽ phải đối mặt khi mà họ phải mất đi con bò, anh học trò bước theo sau, trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc và họ tiếp tục lên đường. Còn cái gia đình đó bị buộc phải đối mặt với một tình huống bấp bênh, đầy rẫy những khó khăn và khả năng bần cùng hơn nữa. Trong suốt những ngày sau đó, anh học trò bị ám ảnh không thôi vì ý tưởng khủng khiếp rằng gia đình đó sẽ chết đói và nếu không có con bò, liệu anh ấy còn có thể rút ra kết luận nào từ những sự mất mát từ nguồn sống duy nhất của họ. Trong nhiều tháng sau, anh lúc nào cũng rây rứt về những ý nghĩ và những cảnh tượng buổi sáng đau buồn hôm ấy. Một năm qua đi và buổi chiều nọ, ông giáo già gợi ý cho họ trở về ngôi làng đó xem thử chuyện gì đã xảy ra với gia đình kia. Chỉ một gợi ý nhỏ về sự kiện dường như đã đi vào quên lãng, nhưng cũng đủ đánh thức trong lòng người học trò các ký ức sống động về bài học mà cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào hiểu hết. Một lần nữa, đầu óc anh học trò lại chìm ngập trong những suy nghĩ về gia đình khốn khó kia và vai trò mà anh đã tham gia trong phần số của họ. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Họ có sống sót qua cái đòn nặng nề đó không? Họ có bắt đầu với một cuộc sống mới hay không? Liệu mình có thể giáp mặt với họ sau những gì thầy đã làm? Mặc cho những ý nghĩ rối beng trong đầu, người học trò bất đắc dĩ nhận lời và miễn cưỡng tham dự chuyến đi có thể làm sáng tỏ sự việc khiến anh phải khốn khó cả năm qua. Sau nhiều ngày, hai người đến ngôi làng cũ. Họ tìm đến căn lều năm xưa trong vô vọng. Cảnh vật xung quanh trông vẫn như xưa, nhưng chẳng ai thấy bóng dáng nơi tồi tàn mà họ đã qua đêm ngày ấy đâu cả. Thì vào đó là một căn nhà xinh xắn vừa mới được xây dựng trên đất nền cũ. Họ dừng chân và nhìn ngược là nhìn xuôi để biết chắc mình đã đến đúng chỗ. Người học trò lo ngại rằng cái chết của con bò là một đòn giáng quá mạnh khiến một gia đình trơ trụi như họ không thể nào qua nổi. Có lẽ họ đã bị buộc bỏ đi và một gia đình khác khá giả hơn đã may mắn làm chủ mảnh đất và nhận nên ngôi nhà mới này. Còn khả năng nào khác đâu chứ? Chắc hẳn sự xấu hổ đã khiến họ phải tha hương. Trong lúc ý nghĩ còn đang luẩn quẩn trong đầu, anh học trò cứ lự giữa việc ý muốn biết chuyện đã xảy ra cho gia đình nọ và việc mặc kệ đã tiếp tục lên đường, né tránh cái việc chẳng thú vị là xác minh nghi ngờ tồn tại trong đầu mình. Nhưng cuối cùng anh quyết định khám phá, mình cần phải biết. Cho nên anh gõ cửa vào ngôi nhà và đứng đợi. Trong chốc lát, một người đàn ông vui vẻ từ trong nhà bước ra. Thoạt nhiên tiên anh học trò không nhận ra ông ta, nhưng rồi anh không thể giấu được vẻ thảng thốt khi nhận ra đó là người đã cho họ ngủ trọ năm ngoái. Hiển nhiên cũng là một người, nhưng có cái gì đó rất khác lạ ở con người này. Ông ta mặc áo quần sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng. Ông ta có một nụ cười trên đôi môi và sự linh lợi trong đôi mắt. Rõ ràng đã xảy ra một điều gì đó ý nghĩa to lớn trong cuộc đời ông ta. Người thanh niên gần như không tin vào mắt mình. Làm sao có thể như thế? Điều gì có thể xảy ra chỉ trong vòng hơn một năm? Anh ta bổ nhào và chào hỏi người đàn ông ngay lập tức và chỉ vấn ông ta về vận may nào đó
đã đến với ông và gia đình chị năm ngoái thì chúng tôi qua đây. Anh hỏi, các ông dường như đang sống trong tình trạng bất hạnh và vô vọng. Hãy cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì làm các ông thay đổi nhiều như thế? Chuyện gì đã khiến ông gặp hên đến như vậy? Không đếm xỉa đến việc hai người khách chính này chính là có thể là thủ phạm giết con bò. Người đã mời họ vào nhà và bắt đầu kể câu chuyện ly kỳ của gia đình mình. Câu chuyện sẽ làm thay đổi cuộc đời anh bạn trẻ của chúng ta mãi mãi. Anh chủ nhà kể rằng thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Khi nghe cái ngày mà hai thầy trò rời đi, không biết kẻ bất đơn nào do ganh ghét với tài sản hiếm có của gia đình ông đã nhẫn tâm cắt cổ con bò. Tội nghiệp đó, tôi phải thừa nhận rằng người đàn ông nói phản ứng đầu tiên của chúng tôi là vô cùng tuyệt vọng, đau khổ trong suốt thời gian dài. Sữa của con bò đó là nguồn sống duy nhất của chúng tôi. Hơn nữa, nó còn là tài sản duy nhất mà chúng tôi có. Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Con bò là tấm điểm của sự tồn tại hàng ngày của chúng tôi. Nó thật lòng. Việc có được con vật ấy đã tạo cho chúng tôi một cảm giác an toàn và mang lại cho chúng tôi sự ngưỡng mộ từ hàng xóm. Không lâu sau cái ngày bi đát, chúng tôi nhận ra rằng nếu không làm cái gì đó, chúng tôi chỉ có thể rơi vào tình huống tệ hại hơn. Chúng tôi đã xuống cái đáy của cuộc đời khi mất đi con vật ấy. Chúng tôi cần phải ăn, nuôi nấng con cái. Và rồi chúng tôi phát khoan một miếng đất sau nhà, gieo vào hạt rau củ quả. Đó là cách mà chúng tôi sống qua ngày trong vài tháng đầu. Một thời gian sau, chúng tôi nhận thấy những mảnh vườn đó cung cấp nhiều lương thực hơn mức chúng tôi cần. Nếu có thể bán cho những người xung quanh, chúng tôi có thể mua thêm hạt giống. Và không lâu sau, chúng tôi không những đủ ăn mà có thể đem ra chợ bán. Và rồi điều đó đã xảy ra. Người đàn ông hồ hởi nói, lần đầu tiên trong cuộc đời chúng tôi có tiền mua thực phẩm, quần áo. Và chúng tôi nhận thấy niềm hy vọng cho những cuộc đời mới. Một cuộc đời mà chúng tôi chưa giờ nghĩ, ngay cả trong mơ là có thể trở thành hiện thực. Chúng tôi xem một căn nhà nhỏ hồi tháng trước. Có vẻ như chuyện mất con bò đã mở mắt cho chúng tôi một cuộc sống khác có triển vọng. Anh bạn trẻ lấy làm kinh ngạc khi nghe câu chuyện. Cuối cùng anh cũng nhận ra một bài học mà người thầy đáng kính đã muốn dạy cho anh. Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng. Cái chết của con bò không hề là dấu chấm hết cho họ như anh đã lo sợ, mà đã mở ra một cuộc sống mới với nhiều người, với nhiều cơ hội tốt hơn. Người chủ nhà mà hai thầy trọ qua đêm và họ vui vẻ nhận lời. Sáng hôm sau, họ chào tạm biệt ông chủ và gia đình và tiếp tục một hành trình. Ông giáo vốn lặng thinh đến bây giờ hỏi anh học trò, vốn vẫn còn đang kinh ngạc với những gì anh được nghe kể và chứng kiến. Còn có nghĩ là gia đình họ vẫn đạt được những điều mà họ gặt hái trong năm vừa qua, như họ vẫn còn con bò đó? Có lẽ là không. Người học trò trả lời không do dự. Vậy bây giờ con hiểu chưa? Con bò hỏi quý như bố vật chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ. Với đó nghèo khổ cực, họ đã đinh ninh rằng con bò đã giúp họ thoát khỏi được sự suy sụp. Nhưng phải đợi đến khi sự mất đi giả tạo an toàn thì họ mới nhìn sang một hướng mới. Ở cách khác, anh học trò hỏi tiếp lời. Con bò, con vật mà hàng xóm họ coi như là ơn phước, đã cho họ một cái cảm giác họ đang sống trong sự bần cùng, nhưng thực sự cuộc sống họ đang rất là thảm hại. Đúng là như thế, ông giáo già lên tiếng. Đó là cũng là điều xảy ra. Nếu con tin một cách ít ỏi được là đủ lắm rồi. Chỉ có ý nghĩ đó thôi đã là sợi dây xích chặt nặng nề, không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn. Sự thảm hoạn bắt đầu hủy hoại cuộc đời con. Con chấp nhận cho các hoàn cảnh của mình, dù không hài lòng với chúng. Con biết rằng con không sung sướng vị trí của mình trong cuộc sống, nhưng con vẫn không thấy khốn khổ. Con thất vọng với cuộc sống mà mình được hưởng, nhưng sự bất mãn của con không đủ lớn để con tìm cách làm cái gì đó với nó. Con có thấy điều đó bi đát như thế nào không? Khi con có được một công việc mà con không thích, nhưng cái công việc đó thậm chí chẳng đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của con, cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào trong cuộc đời mà nó còn mà con muốn, thì sự quyết định bỏ đi tìm một công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi có công việc mà con không thích đó giúp con trả được nợ, sống sót và tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng và suy nghĩ rằng ít nhất mình cũng phải có một cái gì đó. Cuối cùng con biện minh rằng khốn người cũng muốn cái công việc đó mà có được đâu, cũng giống như con bò. Thái độ đó luôn kìm hãm con. Nếu không gạt bỏ đi, mãi mãi con sẽ không thấy được những thứ gì khác hơn như những thứ mà con đã biết lâu nay. Con sẽ trở thành một nạn nhân trung thân của những giới hạn mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình. Điều đó giống như con tự bịt mắt mình ở vạch xuất phát và cầu nguyện cho mình thắng cuộc. Người học trò càng nghe càng kinh ngạc. Anh cảm thấy hứng thú với những nhận định đó của thầy mình và bắt đầu hiểu cặn kẽ về những vấn đề đó. Chúng ta ai cũng có những con bò trong cuộc đời mình. Chúng ta mang đến những gánh nặng cho những niềm tin sai lầm, những lời biện bạch, những nỗi sợ và những định kiến. Bị đắc thay, tất cả hạn chế cho chúng ta tự áp đặt đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường. Không chỉ có vậy, ông giáo tiếp lời, nhiều người không ngoan cố giữ
Cái lý do là họ không thể sống một cuộc đời mà họ mơ ước. Họ tạo ra những lời bào chữa hầu như rất đáng tin và biện hộ chính mình với người khác, và tiếp tục sống với những lời xáo động nội tâm. Khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó vừa đánh lừa họ với người khác, chứ không lừa được bản thân mình, thật là một bài học lớn. Người học trò trầm ngâm, đồng thời suy nghĩ những con bò của mình. Trên đường về, anh cẩn thận xem xét tất cả những hạn chế mà anh đã vận vào mình trong cuộc đời, và quyết định sẽ loại bỏ tất cả với niềm tin trói buộc cuộc đời mình lạng nhàng tầm thường, cũng như đã ngăn cản thể hiện tiềm năng thực sự của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh tự nhủ, ngày hôm đó đã đánh dấu bắt đầu cuộc đời mới và một cuộc đời không có con bò. Vâng, và sau đây, và đó chính là cái phần mà mình muốn chia sẻ cho các bạn qua cái buổi đọc truyện, học đọc sách ngày hôm nay, đó là bài học về một con bò. Và tiếp đến mình muốn chia sẻ với các bạn một cái cảm nhận mà hôm nay mình rất là may mắn khi mình được gặp anh Hùng. Và có một vài cái chia sẻ mình cảm nhận được và mình cảm thấy vô cùng sâu sắc khi mà gặp anh ấy xong, đó chính là mình chợt nhận ra là hầu như mình đã quá tập trung vào những cái thứ tiêu cực của cuộc sống này, khiến cho mình thấy là một đời mình toàn là những thứ điều đó rất là nhàm chán. Và mình chợt nhận ra là nếu mà mình không thay đổi, mình không thay đổi cái quan điểm của mình, thì mãi mãi cuộc đời mình sẽ cứ theo một cái vòng lặp là mình cứ sợ và mình không dám bắt đầu một điều gì. Và cái bài học thứ hai mình học được anh Hùng, đó chính là chỉ khi chúng ta ở đâu thì cái tần số của chúng ta mới kết nối được với những cái tầm của những người giàu. Ví dụ như chúng ta muốn tiếp xúc với những người giàu thì điều đầu tiên ta cần phải có một cái tư duy, đó tư duy giàu có. Và chúng ta không bao giờ đi tìm những cái mà chúng ta đã mất nữa, bởi vì khi chúng ta mà cứ đi hăng đi tìm những cái mất thì chúng ta sẽ càng nhiều mất nhiều hơn nữa. Và cái bài học cuối cùng mình học được đó chính là bản thân chúng ta chính là một cái bản thể duy nhất. Vì vậy chúng ta đừng có mang một cái tư duy so sánh của mình ra với bất kỳ với ai hết. Điều đó sẽ khiến cho chúng ta càng ngày càng cảm thấy nặng nề hơn với cái việc mà xung quanh mọi người ngày càng phát triển hơn mình. Bởi vì thật ra chúng ta không thể biết rằng là họ đã cố gắng những lúc thế nào thì mới đạt được thành quả ngày hôm nay. Chúng ta chỉ có thể thấy được cái tảng băng nổi mà chúng ta đã quên mất là những cái ngày cố gắng, đó chính là những cái tảng băng chìm. Qua những bài học mà anh Hùng chia sẻ của mình, thì ngày hôm nay mình đã quyết tâm, dù là mình vẫn chưa hiểu là cách anh Hùng muốn hướng mình làm những đoạn video clip và chia sẻ này sẽ đạt được mục đích gì. Thế nhưng mình tin một cái con người mà có một cái tầm nhìn lớn hơn mình, và một con người đã có cơ hội đi gặp và tiếp xúc với những người thành công trong cuộc sống, thì mình tin khi mà mình follow và mình bám theo ảnh thì sẽ có ngày mình gặt hái được những kết quả xứng đáng với những thứ mình đã làm. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài chia sẻ sắp tới. Bye bye.